Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vào sáng 19 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington. Đây là cơ quan nghiên cứu và trao đổi học thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi học thuật và đối thoại giữa chính giới, nhân dân các nước và các vấn đề liên quan đến an ninh, hòa bình và phát triển trên thế giới. Chia sẻ về chủ trương đối ngoại của Việt Nam, Tổng bí thư nhấn mạnh Việt Nam chủ trương tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hai bên tăng cường hợp tác song phương một cách toàn diện, thúc đẩy hợp tác khu vực và nỗ lực đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới. Về vấn đề nhân quyền, Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người và Việt Nam đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đây là vấn đề mà Hoa Kỳ và Việt Nam đều rất quan tâm, coi đây là mục tiêu chiến lược cơ bản để phấn đấu, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người dân. Tại cuộc nói chuyện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề mà các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao của Hoa Kỳ quan tâm như quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn phát triển mới, về vấn đề đối nội, đối ngoại sẽ được bàn thảo tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 7 theo giờ Hà Nội, tại trụ sở Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã trao thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho Ngân hàng Citibank mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Lễ ký kết hợp tác giữa hãng hàng không Vietjet với tập đoàn Boeing, công ty Honeywell và công ty JP Morgan. Ký kết thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Tập đoàn Murphy. Ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công ty Điện lực General Electric và thỏa thuận tài trợ giữa Tập đoàn Phú Cường và Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ. Trước đó, tối 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ với Thượng nghị sĩ John McCain tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ John McCain khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ và cá nhân Thượng nghị sĩ John McCain đã gia tăng hỗ trợ cho việc giải quyết các hậu quả chiến tranh để lại ở Việt Nam, đề nghị phía Hoa Kỳ cần làm nhiều, thực chất hơn trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin đối với con người và môi trường của Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, trong đó Tổng bí thư khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực cùng các bên sớm tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Cũng tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ với các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. Cuộc gặp do nguyên Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện chủ trì. Các nghị sĩ Hoa Kỳ có mặt tại buổi gặp gỡ đều thể hiện sự quan tâm cao độ đối với tình hình Biển Đông gần đây. Tổng bí thư đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ thể hiện sự quan tâm và có trách nhiệm đối với tình hình Biển Đông, khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.